gặp Hoàng Anh Gia Lai là trận đấu muộn nhất của vòng đấu đầu tiên. Rất nguy hiểm, không vào. Một pha xử lý có phần hơi chậm của Bập. Ta sẽ cùng xem lại phóng vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Huỳnh Tuấn Linh. Chậm một chút nữa thôi, đó có thể sẽ là một vấn đề lớn. Và phối hợp giữa Văn Thành và Văn Toàn. Vẫn còn Văn Thành. Không vào. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Và đó là bóng đáng chú ý đầu tiên của Hoàng Gia Lai ở trong trận đấu này. Đập nhà đúng với phong cách mà những gì Văn Toàn, Văn Thành, Công Phượng đã từng đem tới cho người hâm mộ ở những khoảnh khắc đầu tiên mà họ xuất hiện ở V-League. Tốc độ của Văn Toàn cực tốt. Bóng vẫn trong cuộc. Rất hay. Hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn đã cứu nguy ngay trên vạch vôi, đó là Lê Ca Hoài An. Suýt chút nữa thì Công Phượng đã có thể mang về cho Hoàng Gia Lai bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2021. Trọng tài Vũ Văn Vũ đang cho trận đấu được tiếp tục. Công Phượng. Một đối một. Công Phượng sút bóng. Sẽ có phạt góc dành cho Hoàng Gia Lai. Đúng là những pha phối hợp của Hoàng Gia Lai đã trở nên hứng khởi hơn. Sài Gòn đang thi đấu với phong cách dình dập chờ đợi thời cơ như những gì họ đã chơi mùa giải năm ngoái. Khá hay, cơ hội dành cho Romero. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp của các cầu thủ chủ nhà. Văn Ngọ đã nỗ lực để tạo ra cơ hội cho Đỗ Melo. Nhưng may cho đội khách là Kiên Quyết được triển khai nhanh. Kiên Quyết chân trái là hơi với của số 21 bên phía Hoàng. Trong một ngày thi đấu mà cho tới thời điểm này, hàng phòng ngự ba trung vệ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mới chỉ một lần. Trận đấu giữa Sài Gòn và Hoàng Gia Lai là trận đấu muộn nhất của vòng đấu này. Chúng ta vẫn chưa thể biết được liệu sẽ có kết quả như thế nào. Để mất bóng rất nguy hiểm. Đỗ Melo. Đỗ Melo dứt điểm. Không, chỉ một sai lầm nhỏ thôi của cầu thủ phòng ngự câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì đội chủ nhà đã vượt lên. Tỷ số là 1-0. Phút thứ 40 của hiệp 1. Chúng tôi đã nói tới việc là Sài Gòn điều chỉnh lối chơi, chơi rình rập và chờ đợi thời cơ. Và thời điểm mà Hoàng Gia Lai có thể là đã hào hứng hơn với nhịp độ thi đấu mà họ tạo nên được từ những cơ hội của Công Phượng. Nhưng bây giờ thì đội chủ nhà mới là đội bóng đã vượt lên ở trận đấu này. Lại là những giọt nước mắt hạnh phúc của Đỗ Melo, một trong những ngoại hình luôn chứng tỏ sự tận hiến của mình trong mỗi màu áo mà anh bảo vệ ở V-League. Cú đá về phía góc xa đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Những lỗi cá nhân có thể nói là khó có thể chấp nhận của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Đỗ Melo đã đưa Sài Gòn vượt lên. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Cú đá gọn gàng, cú cưa lòng về phía góc xa. Tỷ số là 1-0. Tất cả các trận ra liên tiếp. Bây giờ thì người ta chờ xem là Hoàng Gia Lai sẽ có thể làm gì. Cơ hội không được. Vừa rồi là Công Phượng. Trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của LSV 1 2021. Ở hiệp 2 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Sài Gòn sẽ giữ khung thành phía bên phải màn hình của ghi các bạn. Và họ có ngay cơ hội đầu tiên. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2 thì các cầu thủ Sài Gòn đã có cơ hội thuộc về Huỳnh Tấn Tài. Và đây sẽ là một quả đá phạt rất nguy hiểm dành cho đội khách. Nó sẽ cùng chờ đợi bài đá phạt này. Cú chạm bóng của Lương Xuân Trường. Đánh đâu. Bóng đi vào xà ngang. Đó là sự xuất hiện của Brandao. Chỉ có hai pha bóng được nhắc tên cho tới thời điểm này cho thấy là Brandao chưa thể đáp ứng được những gì mà người ta chờ đợi ở anh.
cơ hội đầu tiên của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở trong hiệp 2. Thầy đã không theo kèm được Brandao là Thiago. Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Đầy nỗ lực. Rất khó để có thể có được tiếng dứt điểm. Quả tạt của Dũng Quang Nhỏ. Không có gì là khó khăn với thủ môn Phạm Văn Phong. Ở mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Sài Gòn kết thúc ở vị trí thứ 3. Và hàng phòng ngự của họ là hàng phòng ngự diễn ra. Bóng được đưa vào lưới của câu lạc bộ Sài Gòn nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị. Đây là một tình huống phối hợp đá phạt nhanh, Lương Xuân Trường và Văn Toàn. Số 9 của Hoàng Gia Lai bị thổi phạt việt vị. Và tỷ số trên sân Động Thống Nhất vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Công Phượng thả bóng khá hay, Đức Lương cơ vào, thêm một cú sút nữa và vẫn không vào. Đây là lần thứ hai Công Phượng mở ra cơ hội cho người đồng đội ở bên phía hành lang cánh trái. Nếu như ở tình huống trước Đức Lương đã quyết định tiếp tục tình huống phối hợp thì lần này anh đã quyết đoán hơn bằng hai cú dứt điểm liên tiếp. Phút 80, Hoàng Gia Lai vừa bỏ lỡ cơ hội để có thể sở hữu bàn thắng san bằng tỷ số. Sau khi Lương Xuân Trường rời sân thì chiếc băng đội trưởng thuộc về Công Phượng. Và chỉ trong vòng có ít phút thôi, anh đã có hai pha kiến tạo tốt cho Đức Lương. Thủ môn Phạm Văn Phong vẫn có thể làm chủ được tình hình khi bóng đã chạm vào chân người đồng đội Mạnh Cường của mình và có một chút đổi hướng. Văn Toàn. Tuyến ơi! Bóng vừa chạm vào xà ngang. Quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi của Hoàng Gia Lai. Một cơ hội 10-10. Văn Việt là người vừa tung ra tình huống dứt điểm. Một pha bóng mà thủ môn Phạm Văn Phong đã không thể có được một phản xạ tốt nhưng xa ngang lại cứu thua cho đội chủ nhà. Vậy người dứt điểm là Triệu Việt Hưng. Cú đá bằng chân trái quen thuộc. Bóng dội xa ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ viên đội khách. Công Phượng. Sút xa. Có vào. Đó lại là một tướng phản xạ xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Phong. Khung thành của đội chủ nhà vẫn đang đứng vững. Lại là một tiếng dứt điểm từ xa. Cú đá có lẽ được thực hiện của Văn Toàn. Chính xác là như vậy. Một lần nữa bóng chạm chân hậu vệ của Sài Gòn đổi hướng.